Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng quyền lợi khi đau ốm, thai sản, hưu trí. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng một số đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, kéo dài, gây ảnh hưởng tới người lao động. Là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn may Tường Vượng có địa chỉ tại xã Xay Phạm, huyện Yên Mỹ, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, công ty dừng hoạt động. Chị Lê Thị Hồng cùng gần 100 công nhân bị cắt hợp đồng lao động. Điều đáng nói, trong hơn 2 năm làm việc, chị Hồng chỉ được công ty trả một tờ rời xác nhận đóng bảo hiểm xã hội tháng 11 và tháng 12 năm 2018. Còn từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, công ty nợ bảo hiểm xã hội. Từ tháng 1 năm 2019 và đến tầm tháng 10 năm 2020 là chúng tôi vẫn bị thu tiền đóng bảo hiểm, nhưng công ty Tường Vượng lại không đóng cho chúng tôi. Khi công ty không hoạt động nữa, tôi được chấm dứt hợp đồng thì chúng tôi lại không được giải quyết cái vấn đề về chốt bảo hiểm này. Các chế độ thai sản này cũng không được hưởng, rút bảo hiểm thất nghiệp làm rất là khó khăn. Bây giờ công ty thì giám đốc thì không hoạt động nữa, gọi bên bảo hiểm đến bên bảo hiểm bảo công ty vẫn nợ, nhưng chúng tôi chả biết là bây giờ hỏi ai. Tương tự vậy, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Hằng và anh Nguyễn Hồng Phúc ở xã Đông Tảo, huyện Quan Châu đã nghỉ việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc Hưng Yên, huyện Ân Thi từ tháng 10 năm 2020, chuyển sang công ty khác làm việc nhưng gặp nhiều vướng mắc trong việc xác nhận sổ bảo hiểm xã hội. Tại thời điểm nghỉ việc, do công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc đóng thiếu bảo hiểm xã hội của cả hai vợ chồng chị mỗi người 9 tháng. Ở Trường Phúc lao động bảo hiểm ấy không thông báo cho người lao động, mà đến khi mà bọn em nghỉ việc đấy thì bọn em mới biết rằng là họ nợ bảo hiểm, họ không chốt tờ cho bọn em. Phòng tổ chức cũng cứ hứa hẹn tháng nọ tháng kia ấy, thế là đến giờ hơn 25 rồi mà bọn em vẫn chưa nhận được. Đấy là một nguồn tài sản lớn của vợ chồng em. Thế nhưng hiện tại đến giờ phút này mà em cũng muốn rút một lần để trang trải công nợ cũng không thể rút được. Hàng trăm công nhân đang bị ảnh hưởng như bọn em ấy. Bọn em cũng chỉ là những người công nhân đi làm công ty mà tin tưởng vào doanh nghiệp. Thế nhưng mà doanh nghiệp mà làm ăn như vậy thì thật ra là bọn em không thể nào đặt niềm tin vào cái doanh nghiệp như thế được nữa. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, công ty, doanh nghiệp hay nói cách khác, người sử dụng lao động có nghĩa vụ kê khai và đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội là 32% lương tháng, trong đó công ty đóng 21,5%, người lao động đóng 10,5%. Khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, một số doanh nghiệp đã không hoàn tất các thủ tục kết thúc hợp đồng lao động, không chốt sổ, trả tờ rơi xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, khiến hàng trăm công nhân lao động điêu đứng. Chốt được một năm, còn đâu một năm thì công ty vẫn nợ bọn em. Thì là bọn em đến công ty khác thì bọn em cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều khi bọn em muốn lấy cái bảo hiểm thất nghiệp ấy, nhưng mà rất là khó. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, đến hết tháng 3 năm 2023, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nợ đọng trên 280 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, tăng trên 70 tỷ đồng so với tháng 12 năm 2022, đã làm ảnh hưởng tới hàng chục ngàn người lao động. Trong đó chỉ tính riêng số nợ bảo hiểm xã hội là trên 210 tỷ đồng.